Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm nay chủ yếu là chúng ta phân tích về cái vụ việc mà Thiền Am xét xử hôm qua, thì hôm nay lại tiếp tục xét xử ha. Nhưng mà khi mà xét xử xong ngày hôm qua rồi á, thì khi ra ngoài cũng có một cái cuộc ẩu đả mà bên phía nhà báo luật sư với một số người là bên là luật sư bào chữa cho bên bị hại. Thì mọi người thấy là cái lượt mà dẫn dắt của luật sư bên phía Thiền Am mọi người thấy ghê gớm. Mặc dù cái vụ việc đó là sự việc đó là cô nhà báo, cô phóng viên này hay là bên nhóm luật sư bên phía Thiền Am đó, theo cái đoạn clip đó, thì chúng ta thấy là cái cô này lại giật cái khẩu trang của cái người kia ra hoặc là quào trên vai, thì khiến cho người này quạo xô đẩy gì đó là mất cái điện, gớt cái điện thoại xuống. Rồi bắt đầu là kiếm chuyện là nói chuyện này chuyện nọ. Chứ thật sự mà nói thì bây giờ mọi người thấy là cái sự việc nó không giống như là những cái lời của luật sư bên phía Thiền Am dẫn dắt đó. Tại vì cái sự việc nó như vậy rồi mà nói là có một cái tổ chức nào đó, có một cái âm mưu nào đó. Mọi người thấy là cái cách dẫn dắt của luật sư này nhằm trấn áp dư luận. Chứ thật sự là bên phía Thiền Am, mọi người hôm qua mọi người nghe chất vấn của bên viện kiểm sát hay kể cả chất vấn bên tòa án, một vị chủ thẩm phán phiên tòa rất là công bằng, rất là công minh, thậm chí mà còn nói là đúng theo luật, không thiên vị bên nào. Tại vì ngay từ lúc đầu mà vô xử án là bên phía Thiền Am hay là đại diện bên phía Thiền Am, tức là các luật sư đã là yêu cầu thay đổi thẩm phán, là gây cái áp lực ngay từ đầu, tức là gây áp lực cho cái bên hội đồng xét xử là ngay từ đầu rồi. Nhưng mà bên phía hội đồng xét xử là rất là trầm tĩnh, cũng rất là công minh, xét xử một cách rất là công bằng. Chúng ta thấy không thiên vị bên nào, và kể cả những lời nói của viện kiểm sát. Và tôi đánh giá rất là thậm tệ đối với là mấy vị luật sư bên phía là bảo vệ cho Thiền Am. Tại vì sao? Tại vì mọi người thấy từng cái quy định trong tòa án, trong hội đồng xét xử, mọi người thấy đến khi phần luật sư thì luật sư mới có quyền chen vào để làm náo loạn cả một cái hội trường hay cả một cái hội đồng xét xử. Thì mọi người thấy cái trình độ của luật sư là như thế nào. Tôi đặt giả dụ như luật sư bây giờ khi tòa án kêu lên, hoặc là thẩm phán kêu là bào chữa hay là có ý kiến gì đó, thì chúng ta mới được ý kiến. Còn như đang xử án trong một cái vụ việc mà nó rất là nghiêm minh như vậy, mà bây giờ là lên đây cứ xỏ vô, giống như là ngoài chợ hay giống như trong một cái quy định nào đó, thì mọi người thấy là nó còn là quy định hay không. Nên cái việc mà luật sư ngay từ đầu đập trong mắt chúng ta là một cái số điều là không đúng theo quy định của pháp luật rồi đó. Mà lên bào chữa nữa, rồi sau đó đặt ra những cái gọi là nghi vấn mà vô căn cứ đó mọi người. Cái vụ việc mà sau khi mà kết thúc cái ngày xét xử của Thiền Am ra ngoài á, thì mọi người thấy là cái vụ việc đó là do bên phía bên Thiền Am hoặc là những người bảo vệ bào chữa cho Thiền Am gây ra trước. Tức là tự nhiên người ta đi trên đường, bây giờ lại giật khẩu trang của người ta ra, hoặc là giật áo người ta xuống, thì người ta xô xát lại gớt cái điện thoại, cái đó là chuyện tất nhiên. Nên cái chuyện đó là chuyện bình thường, mà tức là nói là có một cái tổ chức nào hay là có một cái hành động nào bao che hay là giúp đỡ hay là có một hành động nó nhằm mục đích trấn áp tôi, không cho bào chữa đồ này kia, đó là những cái lời phiến diện của phía luật sư bảo vệ cho phía Thiền Am. Thì mọi người thấy cái vụ việc nó như thế nào. Còn cái việc mà mọi người thấy là chuyện rất là mắc cười hay đối với là một số nhân viên hay một số thành phần bị can bị cáo trong cái vụ án này, thì mọi người thấy là khi mà lên chất vấn nhớ nguyên nhị nguyên cái gì cũng quên hết, hỏi cái gì cũng quên, ông thầy ông nội thì hỏi cái gì tôi cũng không nhớ, tôi già rồi. Nhưng mà đến khi mà tất cả các luật sư bào chữa cho Thiền Am là lên hỏi, thì mọi người thấy trả lời như thế nào? Trả lời gót ghét như vậy thì rõ ràng là cố tình quanh co cho tội. Đây là tình tiết tăng nặng trong một vụ án. Tôi đặt giả dụ như bây giờ là cái vụ án hay là kể cả một cái bằng chứng là cái đoạn clip quay lên, mặc dù anh không phải là chủ nhân của cái đoạn clip đó, phát tán cái đoạn clip đó, nhưng chính anh là chủ nhân để nói ra những lời đó, thì anh đủ để vi phạm pháp luật, đủ để vi phạm pháp luật. Tôi nói thật, giả dụ như bây giờ đoạn clip đó không phải là anh phát tán, cũng không phải là anh là người đăng lên, nhưng mà trong đoạn clip đó chính thực là anh và những lời đó là anh, thì vẫn bị
khởi tố theo điều là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm hoặc xúc phạm đến cá nhân hoặc tổ chức. Cái đó là rõ ràng rồi. Còn tôi đặt giả dụ như gia nói là trường hợp đó là xóa. Xóa rồi không quan trọng. Quan trọng là anh đã từng đặt. Nên cái việc mà quy định của pháp luật là không cần thiết là xóa hay không xóa. Mà bây giờ người ta đã lưu lại những bằng chứng, cho dù anh có xóa đi nữa thì cũng không khỏi được pháp lý. Nên là khi mà viện kiểm sát, đại diện viện kiểm sát lên hỏi thì mọi người thấy bí lối cùng đường. Nên là các cái luật sư bên phía Tiền Am bắt đầu chen vô, mất trật tự công cộng tại nơi hội đồng xét xử. Thì mọi người thấy cái trình độ của một số luật sư đó là như thế nào. Còn cái câu nói mà đối với thầy Thích Nhật Từ ngu như bò mà ông luật sư bên phía Thiền Am lên nói một câu bò đâu phải là con nào cũng ngu đâu. Mọi người thấy một cái cách giải thích rất là bây giờ tôi đặt ví dụ như mấy ông luật sư đó, bây giờ ta nói ông ngu như bò hay ngu như chó, mấy ông có chịu không? Mấy ông có cho là xúc phạm không? À, con chó đúng rồi, như là tất cả các kênh của Lạc Phong nói vậy đó, con chó nó đâu nó có cái lúc nó khôn hơn con bò nữa. Nhưng bây giờ tôi đặt giả dụ tôi nói như những lời của luật sư đó bào chữa, tôi nói là ông đó ngu như chó có được không? Nên là cái chuyện gì mà lên cũng bào chữa được hay thật, thật là rất là hay. À, thì qua cái vụ việc hôm qua thì mọi người cũng đã nắm được là bên nào chánh bên nào tà rồi. Có một số vụ việc là thấy chi cái vi phạm trước mắt, kể cả là nhất nguyên nhị nguyên cố tình để che hoặc là cố tình quanh co để chối tội thôi, chứ thật sự mà nói cũng không thể nào thoát được. Còn cho dù bào chữa như thế nào hay là giữ quyền im lặng, quyền im lặng ở đây là mọi người để cho là các luật sư tranh tụng, chứ cái quyền im lặng là quy định trong tòa án là nó không có đảm bảo về cái yếu tố đầy đủ khách quan. Nếu như im lặng là những trường hợp là không thể nào trả lời được, người ta mới cho phép là giữ quyền im lặng. Mà giữ quyền im lặng thì công tố viên hoặc là kể cả những người khác ở trong hội đồng xét xử, người ta vẫn quyết được, chứ không phải là giữ im lặng là chúng ta sạch tội là không đúng nha. Thì hôm nay thì em cũng lên là chỗ hội đồng xét xử ở chỗ huyện Đức Hòa Long An. Thì mong mọi người ủng hộ em là livestream trực tiếp, mọi người vô ủng hộ em nhé. Em chào mọi người và hẹn gặp lại trong 2-3 tiếng đồng hồ nữa. Em cảm ơn mọi người. Chào mọi người và hẹn gặp lại.